Chu Xie là huấn luyện viên tệ nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Ông ta đang phá nát di sản mà thầy Park để lại. Thua thì không buồn, buồn là đội đá 90 phút mà sút không được quả nào trúng đích. Việt Nam chơi theo kiểu mệnh ai nấy đá. Vâng, đó chính là cảm xúc đầy phẫn nộ và cay đắng của người hâm mộ Việt Nam sau khi chứng kiến đội nhà phơi áo bạc nhược trước Indonesia. Còn đâu tập thể các chiến binh sao vàng hùng mạnh năm nào dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo từng khiên nát đội bóng xứ vạn đảo. Tất cả chỉ còn là hoài niệm. Và giờ đây Việt Nam chúng ta đang đứng trước nhiều viễn cảnh mờ mịt sau thất bại cay đắng tối qua. Trận thua tiếp theo của Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Chu Xie đã đẩy làn sóng bất bình lên đến gần giới hạn. Người hâm mộ cảm thấy chán nản, thậm chí có người đòi sa thải luôn phù thủy trắng. Có đau lòng không khi ngày Việt Nam thua trận, Thái Lan lại có trận hòa quả cảm với Hàn Quốc, Singapore cũng cầm hòa Trung Quốc. Không nhiệm vụ nào được hoàn thành sau một năm. Và hiện tại, chúng ta đã tụt thêm 7 bậc ở bảng xếp hạng FIFA, từ một vị trí thứ 105 xuống 112 trong đêm qua. Nguyên nhân dẫn đến cập nhật ảm đạm này là 15,37 điểm bị mất đi sau trận thua trước Indo. Thậm chí các fan nước bạn còn tiên tri luôn số phận của Việt Nam bằng tuyên bố Việt Nam sẽ không thắng được trận nào nữa ở vòng loại World Cup. Indo chắc chắn đánh bại Philippines và ít nhất là hòa Iraq. Thậm chí họ còn kỳ vọng thắng đậm hơn Việt Nam bằng nhận định. Đáng lẽ ra Indo phải thắng 2-0, anh chàng Philip Nguyễn không phải thủ môn tồi đâu. Thế nhưng sẽ chẳng phải fan Indonesia nếu họ chỉ để lại comment lịch sử. Một anh chàng có tên là Hobi Paku cũng đã cà khịa Quang Hải bằng bình luận. Chỉ cần thi đấu bằng chiến thắng trước Việt Nam đã là điều may mắn rồi. Họ có một cầu thủ nghèo từng thi đấu ở Ligue 1 vừa bị đội hình nhập tịch của chúng ta đè bẹp. Tuy vậy, hãy tạm bỏ qua những cảm xúc quá đà sang một bên để nhìn nhận trận cầu tối qua trên phương diện chuyên môn. Chưa cần đến thống kê cuối trận, các fan đã chứng kiến 90 phút không có pha dứt điểm nào trúng đích. Chi tiết trên gây khó chịu đến mức một cổ động viên thẳng thắn bày tỏ: thua không buồn, buồn là Việt Nam đá 90 phút mà không sút được quả nào. Đi sâu một chút để biết được ai đã lính sướng hàng công binh đoàn rồng vàng tối qua và sự thất vọng đã dành cho Nhâm Mạnh Dũng và Nguyễn Đình Bắc. Bộ đôi kể trên gần như vô hại và phải đến phút 61 thì Nguyễn Tiến Linh mới có cơ hội vào sân. Tuy nhiên khi đó Việt Nam đã bị dẫn trước, còn những vệ tinh xung quanh tiền đạo 26 tuổi cũng không có phong độ cao để đưa Tiến Linh vào thế có thể tỏa sáng. Sự kết nối của đội tuyển Việt Nam rời rạc đến mức một fan đã dùng cụm từ là mạnh ai nấy đá để bàn về những cửa học trò của ông thầy người Pháp. Hiểu một cách đơn giản, các tuyển thủ Việt Nam đã bị rối ở những pha xử lý của mình. Khi cần phải nhanh gọn, binh đoàn rồng vàng lại chơi rườm rà và tạo ra cảm giác phiêu lưu ngay trên phần sân nhà. Việc này dẫn đến hệ quả là sai lầm, khiến cho các fan phải đặt dấu hỏi về sự cống hiến của một số cái tên. Không hề nể nang, một cổ động viên thẳng thắn bày tỏ: các cầu thủ không thấy đá nhiệt huyết nữa, thật là chán. Tất nhiên đó chỉ là lời lẽ nóng giận, nhưng sẽ công bằng hơn khi đánh giá nhiều ngôi sao đang là nạn nhân trong lối chơi mà huấn luyện viên Chu Xie đang xây dựng. Mặc dù khoác lên mình nhận định mỹ miều là mang tên kiểm soát bóng, một fan đã nhanh chóng bóc trần sự thật về kế hoạch và chiến lược gia người Pháp xây dựng qua nhận định. Việt Nam không có lối chơi rõ ràng, họ tấn công chẳng được mà phòng ngự phản công cũng chẳng xong. Quả thật là căng thẳng khi chưa cần đến những người ăn tập cùng bóng đá, thì nhiều fan cũng đã chỉ ra hàng loạt vấn đề nơi đội nhà của chúng ta. Những luận điểm này tất yếu dẫn đến một kết luận tuy nặng nề nhưng chưa hẳn là vô lý. Philippe Chu Xie là huấn luyện viên tồi tệ nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam từ trước đến nay. Khó có ai có thể kiểm nhận được nhận định trên, nhưng sự thật là một phần người hâm mộ trong nước đã bắt đầu quay lưng với đội tuyển. Góc nhìn trên không hề khó đoán mà đến từ những bình luận kiểu như: tôi nhớ cái thời của huấn luyện viên Park Đàm huấn luyện viên, mỗi khi Việt Nam đá, tôi đi ra quán xem mà đi trễ một tí thôi là hết chỗ ngồi. Kêu cà phê ra mà không có ghế ngồi. Việt Nam đá vào một cái là la quán muốn nổ luôn. Bây giờ Việt Nam đá không thấy ai xem mấy. Tuy vậy thật khó cho huấn luyện viên Chu Xie khi các cổ động viên liên tục lôi ông ra để so sánh với người tiền nhiệm Park Hang-seo. Để mọi chuyện công bằng một chút thì hãy đổi góc nhìn sang chiến lược gia Shin Tae-yong. Huấn luyện viên người Hàn Quốc đã phải chờ rất lâu để thoát khỏi cơm ám ảnh đội tuyển Việt Nam và đang ngày càng tự tin đối đầu với đại diện đất nước hình chữ S. Cập nhật trên đủ để thừa nhận huấn luyện viên Shin Tae-yong bây giờ đang tốt hơn Chu Xie, nhưng nếu soi kỹ vào trận cầu đêm qua sẽ là quá lời nếu nâng đại diện xứ vạn đảo lên tận mây xanh. Với một tập thể có quá nhiều nhân tố mới, không khó để nhận ra sự rời rạc của các cầu thủ Indo trong 45 phút đầu tiên. Thế nhưng sự khác biệt giữa Shin Tae-yong và huấn luyện viên Philippe Chu Xie lại nằm ở tính ứng biến và cầu thị. Ngay đầu hiệp 2, ông thầy xứ Kim Chi thay liền 3 cầu thủ và cập nhật trên rõ ràng khiến cho Việt Nam bối rối.
Hệ quả đến ngay sau đó khi hàng thủ binh đoàn Rồng Vàng mắc lỗi dẫn đến bàn thua đáng trách. Thứ đa giả thuyết Egi Maulana Vikri không được đền tên lên bảng tỷ số. Có lẽ huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam còn lâu mới thay người. Hiểu một cách đơn giản, chất lượng chuyên môn trong nửa đầu đại chiến thấp hơn với cả hai bên, nhưng thuyền trưởng của Indo đã thắng khi ứng biến tốt hơn trong bối cảnh đối thủ quá bị động. Tuy vậy, điều hài hước là người dẫn dắt đội tuyển Việt Nam chỉ bí cách giải quyết khi trận cầu diễn ra, còn biểu hiện tự tin lập tức quay trở lại trong khuôn khổ buổi họp báo. Không chê trách bản thân mình cũng chẳng đổ tội cho bất kỳ học trò nào, chuyên gia người Pháp tiếp tục phát ra thông điệp. Có nhiều điều lạc quan từ trận thua Indonesia. Không biết ông thầy 69 tuổi còn tự tin đến bao giờ, nhưng ngay dưới bài viết trên của VN Express, phần lớn khán giả đều chẳng tin vào những gì huấn luyện viên sinh năm 1955 này bày tỏ nữa. Quan trọng hơn, huấn luyện viên Chu Jie không thể mãi ăn mày quá khứ khi nhận định bản thân luôn đúng, còn truyền thông chỉ đang chĩa mũi dìu dư luận vào mình một cách vô lý. Là thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam cùng mức đãi ngộ kếch sủ, chiến lược gia 69 tuổi nhận trách nhiệm đưa binh đoàn Rồng Vàng thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA cũng như chơi tốt tại những giải đấu lớn, nhưng tất cả điều này đã không xảy ra. Quả là chua xót và không khó để nhận ra những người vui nhất sau trận thua bạc nhược của tuyển Việt Nam. Trong không khí hân hoan thì tờ Bola của Indo đã lập tức lên bài với tiêu đề Indonesia lật đổ Việt Nam, JIS được cư dân mạng tôn sùng. Nhắc qua một chút về chuyên môn thì phía Indonesia nhận định lối chơi quyết liệt của Việt Nam không dừng lại cho đến những giây phút cuối cùng. Trong khi đó Indonesia có cơ hội nhờ công của Egi, người đã tận dụng tối đa đường bóng của Ahan. Tất nhiên các fan của đại diện xứ vạn đảo có thể khen ngợi các cầu thủ của mình, cũng như dành những bình luận chôn về phía người hâm mộ đội tuyển Việt Nam. Không lâu sau khi loại Việt Nam khỏi vòng bảng Asian Cup, Indo lại đang nắm lợi thế trước thầy trò huấn luyện viên Chu Jie trên bảng xếp hạng. Khoảng cách một điểm giữa hai đội không phải vô vọng trong việc săn lấp, nhưng chính lối đá của binh đoàn Rồng Vàng mới là thứ khiến niềm tin tiêu tan. Rõ ràng bằng phân tích đơn giản có thể nói Việt Nam hiện đã bị Indo vượt lên là điều đáng sợ. Nhưng điều đáng sợ là tập thể của đại diện Đông Nam Á cũng đang cho đại diện đất nước hình chữ S hít khói. Minh chứng cho luận điểm trên là trận hòa quả cảm của Thái Lan trước Hàn Quốc để đứng ở vị trí thứ hai bảng C. Thậm chí một tập thể đang khủng hoảng như Singapore cũng biết cách làm hài lòng người hâm mộ khi buộc Trung Quốc phải chia điểm. Rõ ràng người Thái đang mơ đến ngày hội World Cup và tờ Siam Sport đã thể hiện tham vọng của họ với nội dung Supanat quá hay, cuộc cách mạng hiệu quả đã giúp chúng ta có được điểm trước Hàn Quốc. Đương nhiên các fan Việt Nam cũng muốn biết người Thái nói gì về mình, nhưng câu trả lời đơn giản là một post với tiêu đề Indonesia đánh bại Việt Nam, giành vị trí thứ hai ở vòng loại World Cup. Trong bài viết tương đối ngắn gọn này, các cây viết của tờ Siam Sport nhận định rằng binh đoàn Rồng Vàng hoàn toàn bị lấn lướt trong khi Indonesia đã cho thấy sự sắc bén vào những thời điểm quan trọng nhất. Đâu ai biết khi nào thì Việt Nam cùng Thái Lan mới lại đụng độ tại trận siêu kinh điển Đông Nam Á, nhưng sự cách biệt giữa hai nền bóng đá đang ngày càng kéo rộng ra. Quả thật là một ngày khó khăn cho các fan binh đoàn Rồng Vàng khi đội bóng mà chúng ta yêu quý lại thể hiện bộ mặt bạc nhược và chưa biết đến khi nào mới chặn được đà lao dốc thẳng đứng. Ai cũng hiểu sau những lời chỉ trích có phần nặng nề từ tối qua đến giờ, tất cả đều mong Việt Nam chúng ta sẽ chơi hay hơn thời gian tới. Có thể binh đoàn Rồng Vàng chưa thể đem đến những cảm xúc cho các fan như thời huấn luyện viên Park Hang-seo, nhưng chỉ ít đừng để tình hình tệ thêm. Lối đá vô hồn cả trận, không sút trúng đích quả nào và thật khó chấp nhận, và ai cũng biết vấn đề đang nằm ở đâu. Trừ trường hợp quá điên rồ, Philippe Chu Jie vẫn sẽ dẫn dắt các học trò tái đấu Indonesia trên Mỹ Đình giữa tuần sau. Lối đá vô hồn cả trận, không sút trúng đích được quả nào, quả thật khó chấp nhận, và ai cũng biết vấn đề đang nằm ở đâu. Liệu kịch bản tồi tệ có thể xảy ra? Liệu kịch bản lột xác sẽ xuất hiện? Hay báo chí cùng người hâm mộ đã sẵn sàng gây sức ép để VFF thay tướng? Mỗi người sẽ có một dự báo, nhưng không ai có thể hài lòng với chất lượng công việc của chiến lược gia người Pháp đình đám.